Thưa quý vị, cựu Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng bị kiện 2 tỷ 500 triệu Mỹ Kim. Tin từ Washington DC, vào ngày hôm thứ Sáu, 6 tháng 9, bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Công ty Cổ phần Năng lượng Tân Tạo, bắt đầu thủ tục tố tụng trọng tài chống lại cựu Chủ tịch. Thưa quý vị, cựu Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vì khiến cho bà đã thiệt hại 2 tỷ 500 triệu Mỹ Kim về lợi nhuận và đầu tư. Bà Yến cho biết dự án nhiệt điện Kiên Lương đáng lẽ ra phải thu được hàng tỷ Mỹ Kim cho công ty của bà. Số tiền này sẽ cung cấp cơ hội việc làm và giáo dục cho những người nghèo ở Việt Nam và Hoa Kỳ. Theo như thông báo của trọng tài, khi còn làm thủ tướng thì ông Nguyễn Tấn Dũng từng giải thể trái phép công ty năng lượng Tân Tạo để xây dựng, sở hữu và vận hành dự án nhiệt điện Kiên Lương tại Việt Nam. Và ngày 15 tháng 7 năm 2007, thì ông Nguyễn Tấn Dũng đồng ý thực hiện một dự án đầu tư cho khu công nghiệp, nhà máy điện và cảng biển nước sâu ở quận Kiên Lương với công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Tân Tạo. 9 năm sau khi hợp đồng chưa được thực hiện, ông Nguyễn Tấn Dũng ra quyết định dỡ bỏ dự án. Hành động này vi phạm trực tiếp đến quyền hạn và các thỏa thuận giữa công ty cổ phần năng lượng Tân Tạo và chính phủ Việt Nam. Theo như quy định của Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, thì phương thức trọng tài sẽ được áp dụng cho tranh chấp này. Địa điểm nơi trọng tài giải quyết được đề nghị là Paris, bởi vì nơi đây được toàn thế giới công nhận là một diễn đàn hàng đầu về trọng tài quốc tế. Tưởng cũng nên nhắc lại là bà Đặng Thị Hoàng Yến từng đắc cử đại biểu Quốc hội Cộng sản khóa 13, đạt tỷ lệ 62.36% tại khu vực bầu cử số 1 tỉnh Long An. Ngày 26 tháng 5 năm 2012, thì bà Đặng Thị Hoàng Yến chính thức bị Quốc hội Cộng sản Việt Nam bãi nhiệm vì bị cho là đã khai lý lịch không chính xác khi ứng cử đại biểu Quốc hội. Cụ thể là bà đã không khai bà đã là đảng viên và khai độc thân khi đã ly hôn với chồng là Jimmy Trần đang bị truy tố vì tội lừa đảo. Hiện nay thì bà Yến đang sinh sống tại thành phố Houston, tiểu bang Texas và mang quốc tịch Hoa Kỳ.